cho chúng mình về các cái nguyên tắc để mình phân tích sơ đồ tư duy với những cái dạng bài và một số các nội dung như sau. Với dạng bài đầu tiên, bài số 7, bước 1, các bạn cần xác định rõ dữ kiện và câu hỏi bằng cách làm gì nhỉ? À, gạch chân, xác định từ khóa đúng không? Một người bán một số cam, lần đầu thì bán được 1/2 tổng số cam và thêm một quả. Đây chính là mỏ neo số 1. Mỏ neo số 2, lần 2 thì bán được 1/2 số cam còn lại và lại thêm một quả. Mỏ neo số 3, lần thứ 3 bán được 1/2 số cam còn lại, sau lần 2 và lại thêm một quả nữa. Cuối cùng thì còn lại là 10 quả. Hỏi, người đó có tất cả là bao nhiêu quả cam? Rồi, vậy thì chúng mình đầu tiên này, bước đọc đề của chúng mình đã xong chưa? Chưa đúng không? Khi bước đọc đề xong là chúng ta phải xác định rõ bài toán này có mấy dữ kiện và có mấy câu hỏi. Đây là dữ kiện thứ nhất, đây là dữ kiện thứ hai, đây là dữ kiện thứ ba, và đây là dữ kiện thứ tư, và đây là câu hỏi. Vậy thì qua quá trình quan sát chúng ta sẽ phát hiện ra là bài toán này có 4 dữ kiện và có 1 câu hỏi. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích từ đâu? Chúng ta sẽ bắt đầu đi từ câu hỏi. Câu hỏi của chúng ta là hỏi người đó có tất cả bao nhiêu quả cam. Nghĩa rằng là hỏi ban đầu người đó có bao nhiêu quả cam mang đi bán. Vậy thì chúng ta sẽ cần điền vào ô câu hỏi này. Đó là gì? Đó là cam. Cam bằng chấm hỏi quả. Nghĩa là bao nhiêu quả cam. Đây chính là cái kết quả cần đạt. Chúng ta sẽ có 4 dữ kiện. Đúng không? Có 4 dữ kiện. Và có rất là nhiều cái phương pháp để giúp chúng ta có thể phân tích được cái bài này. Tuy nhiên thì khi đọc một cái bài toán mà nó có nhiều lần lặp lại, cũng có nhiều lần thể hiện cái phân số như thế này, thì lời khuyên của thầy đó là chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải vẽ được cái sơ đồ phân tích bằng thông qua sơ đồ đoạn thẳng nhá. Rồi, thầy giả sử như sau. Đây là số cam ban đầu. Đây là số cam ban đầu này. Đó, số cam ban đầu. Mỏ neo 1. Số cam ban đầu sẽ là một cái đoạn thẳng rất là dài như sau. Đây là số cam ban đầu. Đó, chúng mình có nhìn thấy chưa nhỉ? Rồi. Đây là số cam ban đầu. Thế thì mỏ neo 1 cho thông tin là lần đầu bán được 1/2 tổng số cam và thêm một quả. Vậy thì cái số cam này sẽ được chia thành 2 phần. Đây, được chia thành 2 phần này. Rồi, thêm một quả cam nữa. Đây là một quả. Đó, đúng chưa? Rồi, đây được gọi là số cam bán lần 1. Đúng không? Đấy, số cam bán lần 1. Thầy ký hiệu đây là số cam bán lần 1. Rồi. Lần 1 là 1/2. Rồi, thêm gì ạ? Thêm một quả nữa. Đây là số cam bán lần 1. Vậy lúc này thầy sẽ vẽ lại. Đó là sau lần 1 thì số cam còn lại nó chính là một cái đoạn này. Đấy, tương ứng bằng với cái đoạn ở trên. Đây, có đúng không nào? Đấy, đây là số cam bán còn lại sau lần 1. Rồi, thế thì số cam còn lại sau lần 1 này thì lại bắt đầu tiếp tục đem bán lần 2. Vậy lần 2 thì dựa vào mỏ neo số 2, đúng không? Đây là mỏ neo số 1. Đấy, đây là mỏ neo số 1 và đây là mỏ neo số 2. Mỏ neo số 2, để ký hiệu đây là lần 1 đã. Rồi, đây là lần 1, mỏ neo 1. Đó, đây là mỏ neo số 2. Lần 2 thì bắt đầu người ta lại bảo tiếp tục là bán được 1/2. Vậy số cam còn lại này lại tiếp tục chia làm 2. Đấy, và lại thêm một quả nữa. Rồi, thêm một quả nữa đúng không? Rồi, vậy đây chính là số cam bán lần 2. Đấy, số cam bán lần 2 là bán cái đoạn này. Được chưa? Rồi, vậy tiếp tục chúng ta lại quan sát thì chúng ta phát hiện ra đến mỏ neo số 3. Mỏ neo số 3 là lần thứ 3. Vậy thì số cam sau lần 1 thì lúc đấy số cam sẽ còn lại là như thế nào? Đây là số cam còn lại sau lần 1 này. Đó, đây là số cam sẽ còn lại sau lần 1. Rồi, số cam sẽ còn lại sau lần 1 thì đây. Đó, chúng ta sẽ gióng đây này.
Rồi, đó, chúng có nhìn thấy chưa? Đây là số cam còn lại sau lần 1. Thế nhắc lại này, đây là tổng số cam ban đầu. Sau lần 1 bán thì nó sẽ còn lại đoạn này. Đấy, đoạn này. Và tiếp tục lại bán tiếp 1 phần 2 cộng thêm 1 quả nữa thì nó sẽ còn lại chỉ có gần này thôi. Đúng không? Rồi. Và người ta bảo là lần thứ 3 thì bán đi. Bán đi 1 phần 2 quả, 1 phần 2 số cam còn lại sau lần 2. Đấy, có nghĩa là cái số cam này lại tiếp tục chia làm 2, 2 phần và cộng thêm 1 quả nữa. Đó, thì đây được gọi là số cam bán lần thứ 3. Rồi, số cam bán lần thứ 3. Đúng không nào? Rồi, lần số 3. Lần 3, bởi vì cái chỗ này nó hơi bé, cho nên thầy sẽ viết tắt là lần 3. Rồi, thì khi đó người ta sẽ phát hiện ra rằng là cái số cam còn lại, đúng không? Có nghĩa là mỏ neo số 4. Mỏ neo số 4 này, số cam còn lại ở chỗ này. Số cam còn lại chính là cái đoạn này, là 10 quả. Đó, số cam còn lại là 10 quả. Và thì từ đây chúng mình nhìn thấy rằng là sau lần thứ 3, đây là mỏ neo thứ 3 và mỏ neo số 4 luôn. Rồi, vậy chúng ta quan sát thấy rằng là lần 3 thì số cam được, sau lần thứ 2 thì số cam được chia thành 2 phần. Đúng không nào? Rồi, số cam được chia thành 2 phần. Rồi, vậy từ đây thì bắt đầu chúng ta mới bắt đầu suy luận này. Đấy, vậy sau lần 2 thì số cam sẽ được chia thành 2 phần. Đúng không? Và lần thứ 3 thì bán 1 phần 2 cộng thêm 1 quả nữa và cuối cùng còn 10 quả. Vậy thì cái 10 quả này cộng thêm 1 này chính là bằng 1 phần. Đúng không? 1 phần. Và số cam lần 2 chính là 2 phần. Vậy chúng ta sẽ tính được đó là số cam còn lại sau lần 2. Đấy, tất cả cái này đều là còn lại. Rồi, còn lại. Đúng không? Sau lần 2. Đó, chúng ta sẽ tính được số cam còn lại sau lần 2. Có nghĩa là tính tổng cái số cam này. Đúng không? Bởi vì đây là lần 2 mà. Còn lại sau lần 2. Thì sẽ phải bằng là gì? Chúng ta thấy là 10 cộng với 1 thì được là 1 phần. Rồi, nhưng mà cái số cam này nó là 2 phần. Mình phải nhân với 2. Đúng không? 10 cộng 1 bằng 11. 11 nhân 2 bằng 22. Vậy bằng 22 quả. Đó. Rồi, 22 quả chính là cái phần này này. Cả lớp nhìn nhá. Nó chính là cái phần mẫu. Màu da cam này. 22 quả chính là phần màu da cam này. Vậy màu da cam này thì chúng ta gióng lên đây. Đấy. Vậy khi mà mình gióng lên đây thì bắt đầu mình lại phát hiện ra tiếp tục một cái đặc điểm nữa. Đó là từ thông qua lần thứ 2 gì ạ? Rồi, thông qua lần thứ 2. À, thầy vẽ. Vẽ ngược lại nhá. Thông qua lần số 2. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái đặc điểm gì? Từ đây thì bắt đầu lại tiếp tục gióng này. Đó, chúng ta sẽ tìm được đó là còn lại, đúng không? Còn lại. Lại tiếp tục còn lại. Còn lại nhưng mà còn lại sau lần 1. Đúng không? Rồi, còn lại sau lần 1. Đấy. Vậy sau lần 1 thì chúng ta thấy rằng là chỗ này là 22, đúng không? 22 quả này. Cộng thêm 1 quả này nữa thì nó lại được 1 phần nhỏ. Rồi, vậy 22 cộng với 1. Và lại đem nhân với 2 phần thì nó ra cái phần màu xanh. Đấy chính là số cam còn lại sau lần 1. Đây là lần 1. Còn lại sau lần 1 là toàn bộ cái phần màu xanh. Đúng không? Là 22 cộng với 1 bằng 23. 23 nhân 2 46 thì sẽ bằng là 46 quả. Đó. Vậy từ đây chúng ta sẽ bắt đầu quay ngược lại ban đầu thì mình sẽ tính được là số cam ban đầu. Và số cam ban đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu tính như sau. Còn lại này. Đó. Thì đến đây chúng ta lại không ghi là còn lại nữa, mà là chúng ta sẽ phải tính luôn được đó là số cam ban đầu. Số cam ban đầu thì chúng ta sẽ thấy rằng là số cam màu xanh này chúng ta vừa tính được bằng 46 quả. Đây, thầy sẽ ký hiệu luôn này. Số cam màu xanh ở chỗ này là 46 quả. Đấy, màu xanh này. Còn tiếp tục số cam màu cam. Các bạn để ý nhé, số cam màu cam thì thầy sẽ ký hiệu luôn là màu cam bằng 22 quả. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta cần phải tính được cái số cam màu vàng. Vậy để tính được cái số cam màu vàng thì chúng ta lại tiếp tục cộng thêm 1 quả này nữa để được 1 phần, có nghĩa là 46 cộng thêm 1 là bằng 47. 47 rồi lại nhân với 2 phần. 47 nhân 2 thì chúng ta sẽ được bằng 90. 94 quả. Đó. Vậy thì có nghĩa là số cam màu vàng, số cam màu vàng là cái số cam ban đầu này, là bằng 94 quả. Được chưa nào? Và đây chính là toàn bộ cái sơ đồ mà chúng ta phân tích nhá.
toàn bộ cái sơ đồ chúng ta phân tích. Và để trình bày và lời giải được cái bài toán này thì chúng ta sẽ có mấy phép tính? Một phép tính, hai phép tính và ba phép tính. Phép tính đầu tiên đó là chúng ta tính được cái số cam còn lại sau cái lần thứ hai. Phép tính số 2, chúng ta tính số cam còn lại sau lần thứ nhất. Và cuối cùng chúng ta tính được cái số cam ban đầu. Và toàn bộ cái phần đó, phần trình bày đó thì chúng ta sẽ về nhà và các bạn sẽ làm tiếp tục. Đồng ý không nào?